Chưa có vợ, chưa có con, chưa có gì hết mà đã 11 năm đã có tên của con mình rồi. Đây là một phép lạ không ạ? À? Cảm ơn Chúa. Dù chúng ta không có gì hết, nhưng mà có Chúa thì có tất cả. Amen. À, có Chúa thì có tất cả. Đời sống của tôi cũng vậy. Ông già ông nói rằng là ta thấy sao mà mọi người thì có đất đai làm cơ nghiệp, còn con thì chẳng có gì hết, thấy phiêu lưu quá. Nhưng mà có Chúa là có tất cả. Amen. Không phải là đất đai là cơ nghiệp hay là điều gì đó mà làm cho mình vững tâm, nhưng mà chúng ta có Chúa thì chúng ta vững tâm, bởi vì ngay trên đời đời chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời của mình. Amen. Và chúng ta mãi mãi phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Trong công vụ đoạn 8, trong công vụ đoạn 8 chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ suy gẫm. Và tôi đọc trong công vụ đoạn 8 để chúng ta nhìn xem. Từ câu số 4, vậy những người di tản đến đâu cũng truyền giảng phúc âm. Philip xuống thành phố miền Samari truyền giảng Chúa cứu thế cho dân chúng. Toàn dân đông rất chú ý đến lời Philip giảng vì mọi người đều nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm. Nhiều tà linh hét lên mà xuất khỏi những người bị ám, nhiều người bại liệt mà què quặt được chữa lành, nên thành phố tràn ngập niềm vui. Một người tên Simon trước kia hành nghề phù thủy trong thành phố đã làm cho dân Samari đều kinh ngạc. Ông tự xưng là đại tài, mọi người trong thành từ nhỏ đến lớn đều trọng vọng và ca tụng. Ông này có quyền năng của thần gọi là đại năng, họ nghe theo ông vì lâu nay ông đã trổ tài ma thuật làm cho họ phải kinh ngạc. Nhưng khi nghe Philip truyền giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời và dân Chúa cứu thế Giêsu thì họ đều tin nhận và chịu phép báp têm cả nam lẫn nữ. Chính Simon cũng tin, và sau khi chịu phép báp têm cứ theo sát bên Philip. Khi Simon thấy các dấu lạ và các việc quyền năng vĩ đại Philip làm thì ngạc nhiên vô cùng. Nghe dân chúng Samari đã tiếp nhận đạo Chúa và các sứ đồ ở Jerusalem, liền sai Phêrô và Giăng xuống thăm. Đến nơi, hai ông cầu nguyện cho các tín hữu nhận lãnh Thánh Linh. Vì Thánh Linh chưa giáng xuống trên người nào cả, họ chỉ mới chịu phép báp têm nhân danh Chúa Giêsu mà thôi. Rồi hai ông đặt tay trên các tín hữu thì họ đều nhận lãnh Đức Thánh Linh. Hallelujah. Chúa Thánh Linh ơi, giờ này chúng con cần hiểu được lời của Đức Chúa Trời và hiểu được chức vụ mỗi một đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến và Ngài đã lãnh đạo hội thánh đầu tiên, và Ngài sai họ đi khắp nơi để giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời. Và mạng lệnh này cũng giao cho hội thánh của chúng con trong ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng con hiểu được lời của Chúa, hiểu được mạng lệnh của Ngài, hiểu được chính đời sống của chúng con là người được Đức Chúa Trời sử dụng để chúng con trở thành những nhà truyền giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời cho thế giới, và làm cho hội thánh của Chúa đầy tràn niềm vui, hội thánh của Chúa đầy tràn những người tin nhận Chúa Giêsu bước vào, hội thánh của Chúa luôn luôn mới mẻ trước mặt Đức Chúa Trời và được Chúa ban phước. Con cảm ơn Ngài. Con dâng thời giờ này cho Thánh Linh của Chúa và xin Thánh Linh dạy dỗ chúng con. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta thấy từ câu số 1 thì Sao-lơ tán thành việc giết Ê-tiên trong lúc ấy. Hội thánh Jerusalem bắt đầu bị bắt bớ dữ dội,
Ngoại trừ các sứ đồ và tất cả các tín hữu đều phải chạy tán lạc trong khắp miền Giu-đê và Samari. Nhưng có những người tin kính an táng Ê-tiên khóc thương ông rất nhiều. Nhưng Sao-lơ thì phá hoại hội thánh, đi từ nhà này qua nhà khác, bắt các tín hữu cả nam lẫn nữ và tống giam vào ngục. Vậy những người di tản đến đâu cũng truyền giảng phúc âm. Chúng ta biết rằng hội thánh đầu tiên ở đây bị bắt bớ rất là nặng nề, họ tán lạc đi khắp nơi. Và chúng ta hình dung lại, hình như họ chẳng có gì hết, chạy tán loạn khắp nơi, có nghĩa là không có gì hết, không còn gì hết, đúng không ạ? Nhưng mà họ có một chức vụ rất đặc biệt, đó là chức vụ truyền giáo. Amen. Vậy những người đi di tản, đi đến đâu cũng truyền giảng phúc âm. Amen. Họ không còn gì cả, tản lạc khắp mọi nơi, nhà ở bây giờ cũng không dám về nữa, tất cả đều bỏ. Nhưng mà họ có một chức vụ rất là vĩ đại, rất là lớn lao, đó là chức vụ truyền giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời cho những nơi họ đến. Amen. Đây là một chức vụ rất là lớn lao, một chức vụ rất là đặc biệt, bởi vì chức vụ này là chức vụ đem con người trở lại với Đức Chúa Trời, đem con người hòa bình lại với Đức Chúa Trời, đem con người vào trong sự cứu rỗi, đem con người vào trong sự công chính và thoát ra khỏi quyền lực của Satan, thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi, để con người có thể sống một đời sống tự do trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Chức vụ này đã giao cho 120 môn đệ trong phần cao. Và khi Chúa Giêsu phán dạy trước khi Ngài lên trời, đó là 500 người được nghe mạng lệnh mà Chúa Giêsu truyền bảo trong Ma-thi-ơ 28. Amen. Và còn lại đó là 120 người trong phần cao nhận lãnh Đức Thánh Linh và họ bắt đầu truyền giảng phúc âm. Và chúng ta thấy rằng là thế lực của Satan luôn luôn nhắm vào hội thánh, tấn công vào hội thánh, tưởng chừng là ngăn chặn hội thánh, bắt bớ hay là giết những người của Đức Chúa Trời thì hội thánh của Chúa có thể bị ngưng đi. Nhưng mà lạ lùng thay rằng là khi mà bắt bớ hội thánh, làm cho hội thánh tản lạc khắp mọi nơi, thì tin lành của Chúa sẽ được giảng khắp nơi trên đất. Amen. Không ai có thể dập tắt được lửa của Thánh Linh. Thì Chúa Giêsu phán rằng ta đã quăng lửa xuống đất rồi, nó đã cháy lên rồi thì không còn ước ao gì nữa. Lửa của Thánh Linh đã cháy trong phòng cao thì tiếp tục cháy lan rộng khắp nơi trên thế giới. Amen. Và cho đến bây giờ lửa của Thánh Linh cũng tiếp tục cháy lên trong hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa có lửa của Đức Thánh Linh và lửa đó phải cháy lên. Và chúng ta là những người trên lửa đó. Hàng xóm láng giềng của chúng ta đi xa hơn nữa và xa hơn nữa, và sẽ hoàn thành được lời của Chúa đã tuyên bố, đã bắt đầu từ Jerusalem đến xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cũng trời đất. Amen. Chức vụ này là một chức vụ vô cùng quan trọng. Nếu mà không có chức vụ truyền giảng thì chúng ta biết rằng là không ai có thể nghe được. Và Chúa nói rằng là nếu không ai đi ra rao giảng thì ai có thể nghe, mà không nghe thì làm sao người ta tin được, mà không tin làm sao người ta được cứu. Đến đức tin đến bởi sự người ta nghe, và sự người ta nghe là lời của Chúa Giêsu được rao giảng. Amen. Có nghĩa là Chúa Giêsu là đấng cứu thế, và Chúa Giêsu phải được rao giảng. Amen. Đấng cứu thế phải được rao giảng ra, và đấng đó là đấng mà đem con người vào trong vương quốc thiên đàng, đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Nên mỗi một người của Đức Chúa Trời là những người được bắt tên trong Đức Thánh Linh,
như lời Ngài đã phán trong công vụ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta. Từ Jerusalem đến xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng đại đập. Amen. Qua những con người truyền giảng phúc âm, qua những con người họ nhận được sự cứu rỗi, họ được sự sống đời đời, họ không còn sợ chết nữa, họ không muốn ở trong cái nơi giàu sang của họ để hưởng thụ nữa, nhưng mà họ trở thành những con người đi ra khỏi nơi đó và họ rao giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời. Họ đến nơi bộ lạc ăn thịt người, những cái bộ lạc ở châu Phi, họ vào châu Á, họ đi khắp nơi trên thế giới, họ rao giảng. Và cảm ơn Chúa, Việt Nam của chúng ta có phúc âm của Đức Chúa Trời là do các giáo sĩ đã rao truyền. Amen. Chúng ta cũng nhớ ơn các giáo sĩ, những người đã sẵn sàng bỏ quê hương của mình vì mục đích của Đức Chúa Trời, vì yêu mến những linh hồn của những con người Việt Nam, và họ đã đến truyền giảng phúc âm. Và chúng ta đã có phúc âm ngày hôm nay. Chúng ta không thể ngồi yên được. Nếu chúng ta ngừng thì sẽ bị ngừng. Amen. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp nối với các giáo sĩ, tiếp nối với người đi trước chúng ta, thì chúng ta sẽ trở thành những nhà truyền giảng. Ban đầu là những người chứng nhân, nhưng mà sau đó trở thành những người truyền giảng, có những chức vụ truyền giảng phúc âm. Amen. Và chúng ta biết được rằng là khi bị bắt bớ, vậy những người di tản đến đâu thì cũng truyền giảng phúc âm. Họ di tản đến đâu cũng truyền giảng phúc âm, chứ không phải di tản đến đâu trốn đến đó. Amen. Chúng ta thấy điều này không ạ? Họ đi đến đâu là rao giảng phúc âm, bởi vì họ biết một chức vụ mà Chúa ban cho họ, đó là chứng nhân cho Chúa Giêsu, nên họ phải rao giảng dù gặp thời hay không gặp thời. Phúc âm phải được truyền giảng, cứu một người là quý hơn. Amen. Chúa Giêsu cũng sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá, bởi vì Ngài biết rằng Ngài chết trên thập tự giá, khi Ngài treo lên thập tự giá thì Ngài kéo nhiều người trở lại với Ngài, nên Ngài chấp nhận thập tự giá và khinh điều sỉ nhục. Và mỗi một đời sống chúng ta đã được cứu rồi thì chúng ta không còn sợ hãi gì nữa. Quê hương chúng ta là quê hương trên trời, ở dưới đất là thiên đàng trên đất. Amen. Chúng ta phải truyền giảng về nước Đức Chúa Trời cho thế giới. Nhiều lúc là khi bắt bớ quá thì hội thánh của Chúa trốn tránh phải không, sợ phải không? Nhưng mà hội thánh đầu tiên càng bắt bớ chạy đến đâu truyền giảng phúc âm đến đâu. Amen. Một chức vụ ở trong xương tủy của họ, ở trong máu của họ, mục đích đó ở trong đời sống của họ, họ không thể nào chối bỏ cái mục đích mà Đức Chúa Trời đặt để trong chính đời sống của họ. Đời sống của họ là truyền giảng phúc âm. Và chúng ta biết Philip trong đoạn 6 đó là một chấp sự của hội thánh, một chấp sự của hội thánh thôi, bây giờ trở thành nhà truyền giảng phúc âm. Amen. Philip xuống một thành phố miền Samari truyền giảng Chúa cứu thế cho dân chúng. Đoàn dân đông rất chú ý đến lời Philip giảng vì mọi người đều nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm. Nhiều tà linh hét lên mà xuất khỏi nhiều người bị ám, nhiều người bại liệt và quay mặt được chữa lành, nên thành phố tràn ngập niềm vui. Chúng ta biết là một thành phố dưới quyền lãnh đạo của Satan, dưới quyền lãnh đạo của những nhà phù thủy, thành phố đó đầy dẫy sự đau khổ, đầy dẫy những tiếng la hét của các quỷ, và làm cho nhiều con người phải đau khổ, nhiều con người bại liệt, đau ốm bệnh tật. Nhưng mà khi Philip truyền giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời, truyền giảng phúc âm về Chúa cứu thế tại đó, nhiều quỷ la lớn tiếng ra khỏi nhiều người quay quạt được chữa lành,
thì cả thành vui mừng khôn xiết. Amen. Cả thành tràn ngập niềm vui. Anh chị em trong hội thánh có thấy được xung quanh chúng ta họ có tràn ngập niềm vui không? Hay là họ đang than vãn, họ đang đau khổ, họ đang nô lệ cho ma quỷ, họ bệnh tật, họ khốn khổ và họ đang tràn ngập sự đau khổ chứ không phải tràn ngập niềm vui. Thế giới bên ngoài chúng ta là tràn ngập sự đau khổ, chết chóc. Nhưng mà người của Đức Chúa Trời đến rao giảng phúc âm, chữa lành, đuổi quỷ thì thành phố đó sẽ tràn ngập niềm vui. Amen. Chúng ta phải rõ cái chức vụ chúng ta là quan trọng như thế nào. Những cái chức vụ ở trên đất này dù có lớn lao bao nhiêu nữa, Chúa cũng nói rằng xác thịt giống như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó như hoa cỏ. Cỏ sẽ khô, hoa sẽ rụng, nhưng mà lời của ta thì còn đến đời đời. Khi con người qua đời rồi thì cái sự vinh hiển, cái chức vụ đó chỉ là trong không mà thôi, là hư không mà thôi. Amen. Nhưng mà chức vụ mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta là chức vụ vô cùng lớn lao, và chắc chắn rằng không thể nào thiếu cái sự đau khổ mà khi chúng ta truyền giảng phúc âm về nước trời. Amen. Hầu vì Chúa chắc chắn vui mừng khôn xiết, nhưng mà hầu vì Chúa thì sao? Chắc chắn đau buồn không thiếu. Amen. Chúng ta biết điều này và chúng ta không thể nào làm ngơ được khi thấy những người xung quanh chúng ta đang ở trong sự đau khổ vì quyền lực của Satan khống chế đời sống của họ. Họ sẽ đi về đâu? Có những anh em đi trên đường phố thấy đoàn dân đi rất đông, anh em đó nhìn thấy và cảm động và tóc vào trong lề và ngồi khóc. Bởi vì Chúa cảm động người đó. Cho nên ta biết rằng là đoàn dân đông đảo này sẽ đi về đâu. Nếu họ không nghe được phúc âm của Đức Chúa Trời, nếu họ không tin vào Chúa của Thánh Giê-xu, nếu họ không được tha tội và nếu họ không có Chúa thì cuộc đời của họ đi xuống không thể nào đi lên được. Chúa cũng cảm động mỗi đời sống của chúng ta. Khi chúng ta được bắt tay trong Đức Thánh Linh, Thánh Linh đầy tràn trong chúng ta, tình yêu của Chúa Trời được Thánh Linh dẫn dắt và làm đầy tràn trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cảm thấy được rất yêu mến những linh hồn tội nhân hư mất, yêu cả cái cùng mình. Nhưng mà sau một thời gian dài, chúng ta cảm nhận được cái tình yêu đó nó phôi phai, nó nguội dần, và chúng ta không còn cảm động khi thấy những linh hồn tội nhân hư mất. Chúng ta không còn thúc giục bởi tình yêu để có thể rao giảng cho họ nữa, để có thể cứu họ. Mà nếu như vậy là chúng ta biết rằng cái tình yêu đang nguội dần rồi. Này, Chúa Giê-xu luôn nhắc nhở hội thánh của Chúa rằng là hãy nhớ lại tình yêu ban đầu. Hãy nhớ lại tình yêu ban đầu ngươi sa sút từ đâu. Hãy tiếp tục khơi dậy lại. Và khi chúng ta đi ra thì chúng ta mới cảm nhận được cái tình yêu đó. Chúng ta mới thấy những linh hồn tội nhân, chúng ta mới thấy cái sự đau khổ của họ, và từ đó chúng ta mới được phục hồi trở lại. Một con người cơ đốc nhân được cảm động bởi Đức Thánh Linh, nhìn thấy những linh hồn tội nhân hư mất, quặn khắc, thương xót và muốn đi ra để cứu họ. Và tôi tin chắc rằng những người đó tương lai có những chức vụ nhà truyền giảng hay là mục sư, chắc chắn là như vậy. Ngày xưa cũng vậy, khi tôi tin Chúa, tôi nhìn vào gia đình của tôi và luôn luôn cư mang, luôn luôn cầu nguyện cho gia đình, cả bên vợ, cả bên chính tôi cầu nguyện, luôn luôn ôm ấp và thương xót. Và không những trong gia đình mình mà thôi,
những người bên ngoài họ thấy ai cũng thương xót và muốn họ tin Chúa để họ được tha thứ và được vào nước của Đức Chúa Trời. Và từ những cái điều đó, Chúa dần dần đưa mình đến một cái chức vụ. Amen. Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 1 câu số đoạn 3 câu số 1 thì nói rằng là người nào ước ao chức giám mục đó là điều tốt lành. Amen. Amen. Anh chị em có muốn trở thành mục sư không? Có muốn trở thành nhà truyền giáo không? Tôi nói là muốn hay không muốn, chức vụ đó đã ban cho rồi. Amen. Hãy làm đi, hãy khởi động đi, rồi chức vụ đó sẽ hình thành. Amen. Chẳng lẽ có một mình mục sư là mục sư không ta? Hội thánh của Chúa phải nhiều mục sư, phải nhiều nhà truyền giảng, có những giáo sư, có những sứ đồ tiên tri. Amen. Amen. Xin tình yêu của Đức Chúa Trời tràn ngập trong tấm lòng anh chị em, để tình yêu đó cảm động anh chị em, để rồi anh chị em nhìn vào bên ngoài, nhìn vào những linh hồn tội nhân hơn mất, và anh chị em có lòng thương xót, và anh chị em bước đi ra khỏi nhà của mình để có thể tiến đến nhà của họ và đem phúc âm của Chúa đến. Việc đó Chúa sẽ đồng hành với chúng ta. Amen. Chúa sẽ đồng hành với chúng ta. Toàn dân rất chú ý đến lời Philip giảng, vì mọi người đều nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm. Nhiều tà linh hát lên mà xuất khỏi những người bị ám, nhiều người bại liệt và què quặt được chữa lành, nên thành phố tràn ngập niềm vui. Amen. Khi mà các tà linh ra khỏi, nó không còn làm chủ cái vùng đất đó. Thục sĩ Simon cũng tiếp nhận Chúa Giêsu. Nhiều người về các đại liệt được chữa lành thì cả thành họ sẽ vui mừng. Amen. Amen. Ở đây chỉ có một mình Philip thôi. Ông không phải là nhà truyền giảng vĩ đại gì, chạy trốn thôi, tán lạc vì bị bắt bớ, chứ không phải là nhà truyền giảng vĩ đại được sai đi. Phải vậy không? Nhưng mà khi ông giảng, khi ông làm phép lạ, thì Chúa Thánh Linh cùng làm việc với ông. Amen. Chúa Thánh Linh đồng hành với ông. Ông là một người tán lạc khắp nơi, đến xứ Samaria một mình ông. Nhưng mà ông biết trong ông có một đấng rất lớn, đấng ở trong con là lớn hơn kẻ trong thế gian này, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Này ông không sợ hãi, không trốn tránh, nhưng mà tiếp tục rao giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời và danh Chúa của Thế Giêsu tại đó. Amen. Và chúng ta thấy khi lời giảng ra, quyền lực Satan phải ra khỏi nhiều người, nhiều người què quặt được chữa lành, làm cho vương quốc của Satan phải bị rúng động. Amen. Nếu không giảng, nếu không đặt tay chữa lành, không làm những điều mà Chúa đã truyền bảo, thì không có điều gì xảy ra. Amen. Nhưng mà khi giảng, khi đặt tay lên, khi truyền lệnh cho ma quỷ phải lui, thì nó phải trốn chạy và ra khỏi cái xứ đó. Khi nó ra khỏi xứ đó rồi, thì đồng bào cái xứ đó mới có thể vui mừng. Amen. Đây là một chức vụ rất là lớn, là chức vụ rao giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời. Và chức vụ này Chúa đã ban cho quyền năng đầy dẫy rồi. Khi đi ra, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đồng hành. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đồng hành và làm cho chúng ta trở thành những người vĩ đại. Chức vụ những gì thuộc về trần gian này rồi sẽ trở thành hư không. Khi người đó qua đời thì chức vụ nó cũng chẳng còn gì. Amen. Nhưng mà chức vụ trong vương quốc của Đức Chúa Trời còn đến đời đời. Amen. Công lao chúng ta làm việc cho Đức Chúa Trời còn đến đời đời, được ghi vào sổ sự sống trên thiên đàng. Và chúng ta sẽ có những phần thưởng lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Khi đi ra chịu những nhiều đau khổ, bị bắt bớ, bị đánh đập, có thể bị giết,
Nhưng mà người đó không sợ hãi, bởi vì khi qua đời người đó đã về thiên đàng rồi, đời và hưởng tất cả những sự tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho, nhất là những người truyền giáo mà chấp nhận cái sự đau khổ bất bớ, mắng giết chửi rủa, thì người đó có phần thưởng rất lớn. Amen. Rất lớn. Một người tên Simon trước kia là nghề phù thủy trong thành phố, đã làm cho cả dân Samari đều kinh ngạc. Ông tự xưng là bậc đại tài. Mọi người trong thành từ nhỏ đến lớn đều trọng vọng và ca tụng. Ông này có quyền năng của thần gọi là đại năng. Họ nghe theo ông vì lâu nay ông đã trổ tài ma thuật làm cho họ phải kinh ngạc. Trổ tài ma thuật làm cho họ kinh ngạc. Chúng ta nhớ là cái ông gì David gì phiêu gì đó, ông có thể phù phép và vượt qua tường thành, làm nhiều phép lạ, và ông nói rằng là ông đã học ma thuật 15 năm, luyện ma thuật 15 năm. Những con người luyện phù thủy họ sẽ làm những cái phép lạ, nó thuộc về gọi là tà linh, gọi là ma thuật chứ không phải là thật linh. Chúng ta nhớ nè, ma thuật nó thuộc về ma quỷ, thuộc về Satan. Nó cũng làm những phép lạ lừa dối con người để có người theo nó, và cuối cùng là chết đời đời, không có cái sự cứu rỗi trong ma quỷ. Cuối cùng là bị hình phạt, cuối cùng là bị phán xét. Nhưng mà cảm ơn Chúa thay, nếu Philip mà không đến đây thì cả thành này sẽ đi đến cái chỗ phán xét và địa ngục. Nhưng mà Philip đến thì cả thành vui mừng không xin. Amen. Amen. Tôi tin chắc rằng là trên đất nước Việt Nam của chúng ta, nhiều nơi nhiều chỗ người ta làm phù thủy, người ta tẩm bóng, bùa ngải, phù phép. Những khu vực làng mạc họ có những đền miếu, họ có những cái nơi để mà thờ phượng Satan, và nơi đó rất là kinh hoàng, ở trong sự đau khổ, ở trong sự lừa dối, đau ốm bệnh tật, chết chóc và rất là nhiều điều, và họ đang chờ hậu thánh của Đức Chúa Trời. Họ đang chờ hậu thánh của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không đến nó mà rao giảng thì ai có thể nghe được? Mà không nghe làm sao người ta tin, không tin làm sao người ta được cứu? Amen. Rất nhiều nơi, nhiều chỗ đang chờ đợi hội thánh của Đức Chúa Trời. Nên mỗi một đời sống của chúng ta hãy mạnh dạn, hãy mạnh dạn. Chúng ta cầu nguyện với Chúa theo cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Nhiều lúc chúng ta suy nghĩ rằng là không biết mình có được kêu gọi không, không biết mình có được chọn lựa không. Nhưng mà hãy nhớ về Công vụ đoạn 1 câu 8: nhưng khi Đức Thánh Linh đã giáng trên các con rồi, cái con mới nhận lấy quyền phép mà làm chứng người ta. Amen. Những người được bắt tên trong Đức Thánh Linh là làm chứng về Chúa Giêsu. Dù chúng ta ở trong lĩnh vực nào, chúng ta cũng phải làm chứng về Chúa Giêsu. Nếu chúng ta ở trong lĩnh vực kinh doanh thì chúng ta cũng phải làm chứng về Chúa Giêsu cho những người kinh doanh của chúng ta. Chúng ta thấy bao nhiêu những người kinh doanh, những người đại gia, họ vẫn dẫn cái bạn bè của mình, đại gia của mình vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Những người bác sĩ, người ta cũng dẫn những bác sĩ, y tá vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta phải là chứng nhân, chứ không phải mục đích chúng ta là kiếm tiền để mà sống. Không phải như thế. Mục đích chúng ta là cứu người. Amen. À, còn vấn đề tài chính, Đức Chúa Trời đã ban phước và Ngài phải ban phước trong công việc làm của chúng ta. Không cần phải chúng ta để điều đó hàng đầu, nhưng mà chứng nhân là hàng đầu trong cuộc đời của chúng ta. Amen. Nhưng khi nghe Philip truyền giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời và dân Chúa Cứu Thế Giêsu, thì họ đều tin nhận và chịu phép báp têm cả năm lần nữa. Chúng ta thấy không? Cả cái thành đó họ ca ngợi Simon, thuật sĩ này, họ ca ngợi ông là thần đại năng, ông làm nhiều cái phép lạ vô cùng lớn, và
tự xưng là bậc đại tài, cả thành đều tập trung hướng về thuật sĩ Simon, bởi vì họ đâu biết phúc âm là gì. Họ thấy những phép lạ mà thuật sĩ Simon làm thì họ chú tâm vào đó, họ rất thích, họ tôn xưng ông lên là đại tài, là bậc đại năng, là thần đại năng, làm những việc lớn lao vô cùng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng, nhưng khi nghe Philip truyền giảng phúc âm về nước của Đức Chúa Trời và dân Chúa có thể Giê-xu, thì họ đều tin nhận và chịu phép báp tên cả nam lẫn nữ. Amen. 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 Bởi vì họ thấy rằng quyền năng của thuật sĩ Simon không bằng quyền năng của Philip. Amen. Thuật sĩ Simon ở đó không có chữa lành, không có giải cứu đuổi quỷ gì cả, chỉ làm những phép lạ để rồi cho dân chúng đi theo mình mà thôi. Nhưng mà Philip là người truyền giáo phúc âm, đến đó giải quyết tất cả nhu cầu của dân chúng tại nơi này, đó là chữa lành cho họ. Những người què gặp bậy được chữa lành, những người bị quỷ ám được giải cứu. Hả? Sự sống của Chúa tuôn tràn tại cái vùng đất này. Nên họ đều nghe Philip và quay lưng đối với thuật sĩ Simon. Amen. Và thuật sĩ Simon này không còn ai theo mình nữa, bây giờ theo Philip luôn, tin nhận Chúa Giê-xu luôn. Amen. Cái người đứng đầu tại nơi đó là nói về thuộc linh, là thuộc sĩ Simon là đứng đầu tại nơi đó, mà người đứng đầu tại đó quy phục rồi thì cả làng đều quy phục. Amen. Chúng ta nhớ điều này, chúng ta hãy cầu nguyện cái kẻ chủ quyền, cái kẻ mạnh sức tại nơi đó, cái nơi nào mà chúng ta đang ở đó, chúng ta sẽ thoái phục chúng nó và chúng ta mạnh mẽ rao giảng phúc âm. Cứ mạnh mẽ và rao giảng phúc âm. Và khi chúng ta rao giảng, chắc chắn có người tin. Nếu chúng ta không rao giảng thì không ai nghe, không ai nghe thì không ai tin. Amen. Và khi họ đau ốm bệnh tật đặt tay lên, và tôi thấy rằng là khi chúng ta đi ra truyền giáo, Chúa làm rất là nhanh, Chúa làm phép lạ rất là nhanh chóng, đuổi quỷ cũng nhanh chóng, và mọi phép lạ được nhanh chóng. Còn mà trên và trong hội thánh của Chúa gì đó, chúng ta cầu nguyện rất là lâu, rất là dài, chưa thấy điều gì xảy ra, phải không ạ? À, Chúa muốn huấn luyện hội thánh thôi. Còn đi ra sao? Chúa muốn nhiều người chưa tin Chúa đó thấy những phép lạ. Mà khi họ thấy những phép lạ thì nhiều người bắt đầu tin nhận Chúa Giê-xu. Amen. Chúa muốn cứu đồng bào của mình, nên Chúa làm ngay những phép lạ để đem cái sự giải cứu cho những con người đó và làm cho dân chúng nhìn thấy và tin nhận. Amen. Chính Simon cũng tin, và sau khi chị phép báp tên, chúng ta nhớ ở đây, khi một người tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình thì họ chịu phép báp tên nhân danh Chúa Giê-xu. Họ nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp tên. Amen. À, và họ chứng minh rằng họ là người thuộc về Chúa Giê-xu. Amen. Họ thuộc về Chúa Giê-xu. Khi Simon thấy các dấu lạ và việc quyền năng vĩ đại của Philip làm thì ngạc nhiên vô cùng. Mọi công việc ở tại xứ Samari này, những người đã tin nhận Chúa Giê-xu, cả thuật sĩ Simon cũng tin nhận Chúa Giê-xu, tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu, cả nam lẫn nữ, đều chịu phép báp tên. Amen. Họ thuộc về Chúa Giê-xu. Nghe tin dân chúng Samari đã tiếp nhận đạo Chúa và các sứ đồ ở Jerusalem liền sai Phêrô và dân xuống thăm. Đến nơi, hai ông cầu nguyện cho tín hữu nhận lãnh Thánh Linh, vì Thánh Linh chưa giáng xuống trên người nào cả. Họ chỉ mới chịu phép báp tên nhân danh Chúa Giê-xu mà thôi. Rồi hai ông đặt tay trên các tín hữu thì họ đều nhận lãnh Thánh Linh. Amen.
Ở đây chúng ta thấy hình như là Philip ông làm nhiều phép lạ, chữa lành nhiều bệnh tật, ông làm phép bắp tên bằng nước cho họ, nhưng mà ông không có cầu nguyện cho họ được bắp tên trong Đức Thánh Linh. Hình như ông không có được ơn này để làm phép bắp tên cho họ bằng Đức Thánh Linh. Nay hầu thánh tại Jerusalem sai Phi-rơ và dân đến thăm. Đến nơi hai ông cầu nguyện cho các tín hữu nhận lãnh Thánh Linh. Amen. Một người tin nhận Chúa Giê-xu, chịu phép bắp tên nhân danh Chúa Giê-xu, nhưng mà phải tiếp tục nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Chúng ta thấy hội thánh đầu tiên 120 người đó thì họ nhận lãnh Đức Thánh Linh từ trên cao giáng xuống. Thần của Đức Chúa Trời từ trên cao giáng xuống. Amen. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Phi-rơ và Giăng đặt tay lên thì họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Qua công vụ đoạn 10, Phi-rơ đang giảng thì Thánh Linh giáng xuống trên những người nghe đạo. Amen. Ở đây có những cái điều mà chúng ta nhìn thấy rằng là lúc thì Thánh Linh trực tiếp giáng xuống, lúc thì các sứ đồ phải đặt tay lên rồi họ mới nhận lãnh Đức Thánh Linh. Một người tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chịu phép bắp tên xong rồi thì phải cần nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Cần nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì người đó không có quyền phép trở lại nhân chứng cho Chúa được. Amen. Khi họ nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, họ được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh, nhưng mà họ chưa được bắp tên bằng Đức Thánh Linh. Có nghĩa là bắp tên bằng Đức Thánh Linh có nghĩa là Thánh Linh đầy bên ngoài, Thánh Linh đầy cả bên trong và lửa bên trên nữa. Và khi họ được bắp tên trong Đức Thánh Linh thì họ khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Amen. Đó là dấu hiệu mà Đức Thánh Linh đến trên một người thì người đó bắt đầu đầy dẫy Đức Thánh Linh và khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Nếu Philip không nhận lãnh Đức Thánh Linh, trong công vụ đoạn 2 câu 38 thì Phi-rơ nói rằng là hãy hối cải ai nấy, hãy ăn năn chịu phép bắp tên để được tha tội mình, rồi hãy nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh, hay là nhận lãnh ân tứ Thánh Linh. Đó là điểm lại ăn năn tội, sau đó chịu phép bắp tên, rồi nhận lãnh Đức Thánh Linh, sự ban cho của Đức Thánh Linh. Và 3.000 người đó họ được phép bắp tên bằng nước, rồi họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Và chúng ta tin rằng là trong đó 3.000 người đó là 3.000 người đầu tiên được nhận lãnh sự cứu rỗi và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Nếu Philip không đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta nhớ đoạn 6 không? Ê-tiên đầy dẫy đức tin và Đức Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh và quyền năng. Nhưng mà không phải chỉ một mình Ê-tiên, nhưng mà cả 7 người trong đó có Philip. Amen. Trong đó có Philip là 7 chấp sự đầy dẫy đức tin và Đức Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh và quyền năng. Nên một người đầy dẫy Đức Thánh Linh và quyền năng, đầy dẫy đức tin và Đức Thánh Linh thì họ đi đâu thì họ không sợ hãi. Amen. Một người đầy dẫy Thánh Linh và quyền năng, đầy dẫy đức tin và Đức Thánh Linh thì họ sẵn sàng giơ tay ra để đuổi quỷ, giơ tay ra để đem chữa lành cho người khác. Amen. Một người không có đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh thì không dám làm gì đó, không dám làm gì đó. Có phải vậy không? Nhưng mà người đầy dẫy Đức Tin, Đức Thánh Linh, quyền năng Đức Thánh Linh thì người đó mạnh dạn có thể làm được tất cả mọi sự. Amen. Dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, Thánh Linh hướng dẫn họ, họ cứ làm điều đó, và họ làm điều đó cách mạnh dạn mà không có sợ hãi gì hết. Amen. Và khi làm điều đó thì phép lạ được xảy ra, và nhiều người được giải cứu, nhiều người được chữa lành.
và cả thành phố tràn ngập niềm vui. Amen. Anh chị em có muốn mình trở thành những chức vụ vĩ đại không? Hay là cứ như thế là đủ rồi? Chúa có muốn con cái của Ngài như thế không? Chúa nè, những người Ngài biết trước thì Ngài cũng chọn lựa, Ngài kêu gọi, mà Ngài kêu gọi thì Ngài tuyên xưng công chứng, mà nếu mà Ngài tuyên xưng công chứng thì Ngài sẽ làm cho vinh hiển. Amen. Roma 8 câu 29-30. Ngài đã tuyên xưng công chứng thì Ngài sẽ làm cho vinh hiển. Amen. Chúng ta thấy mình được vinh hiển chưa? Được chưa? Amen. Được vinh hiển hay không là như Philip này. Người ta tôn cao thuộc sĩ Simon. Thuộc sĩ Simon rất vinh hiển đấy, ở tại cái khu vực Samari này. Nhưng mà bây giờ Philip được tôn cao. Amen. Bởi vì ông làm rất là nhiều phép lạ. Amen. Mọi người đều chúng ta về Philip, chứ không phải chúng ta về thuộc sĩ Simon được. Amen. Nên chúng ta biết rằng là khi chúng ta đi ra, chúng ta làm chứng cho nhiều người được tin Chúa, chúng ta làm phép lạ, chúng ta chữa lành, thì chúng ta được vinh hiển. Đó là vinh quang mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có. Ngài sẽ làm cho chúng ta được vinh hiển. Ngài làm cho chúng ta đầy dẫy vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn luôn muốn con cái của Ngài được vinh hiển. Mà vinh hiển thì chúng ta phải đi ra, chúng ta phải thực thi mặc lệnh của Chúa. Còn nhiều lúc mà chúng ta muốn vinh hiển đời này, chúng ta khao khát những chức vụ trên đời này, muốn được vinh hiển đời này. Đời này người ta cũng đầu tư rất là nhiều, những người cha người mẹ cũng đầu tư rất là nhiều cho con cái, để con cái có những chức vụ và được vinh hiển đời này, phải vậy không? Nhưng mà chức vụ truyền giảng phúc âm hay là những chức vụ trong hội thánh của Đức Chúa Trời là chức vụ mà Thánh Linh đồng công, các âm tứ được bày tỏ, cái Đức Thánh Linh cũng được bày tỏ, và những con người đó sẽ được vinh hiển. Và Chúa sẽ làm vinh hiển con cái của Ngài ngay cả đời này và cả đời sau. Amen. Chúng ta nhớ đời sau mà Chúa nói rằng là Chúa nói này sẽ được ngồi trên ngai ta, cũng giống như ta đã vâng lời Ngài và được ngồi trên ngai của Ngài, được trở thành những cục trụ trong thánh điện của Đức Chúa Trời. Nhiều điều mà Chúa đây đó là Chúa sẽ làm cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời trong những ngày tương lai. Amen. Làm cho chúng ta được vinh hiển. Và ngày hôm nay, hãy chúng ta trở nên chức vụ lớn lao như vậy thì chúng ta cũng được vinh hiển ngay cả đời này. Biết bao nhiêu anh em của chúng ta là những người mà nghiện ma túy, bây giờ trở nên những mục sư, bây giờ anh em của chúng ta trở nên rất là nhiều, có những trung tâm giải cứu và chữa lành. Lê Minh Phương sắp chết rồi, trại đưa cho về để chuẩn bị mai táng gọi là hậu sự. Nhưng mà khi đưa vào trong hội thánh của Chúa, Chúa đã chữa lành anh ấy, Chúa đã sử dụng anh ấy, bây giờ trở thành mục sư và cả hàng gần 7-8 trung tâm rồi. Chức vụ tại thành phố Hồ Chí Minh thì ai cũng biết, công an rồi chủ tịch thành phố, rồi tất cả những người đó, các báo chí đều đăng lên, báo Lao Động, rồi báo Pháp Luật, báo Phụ Nữ, báo Thanh Niên, rất là nhiều báo đăng lên Lê Minh Phương lên, từ một người chẳng ra gì hết trở thành những con người vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đó là vinh quang mà Chúa cho ngay cả đời này đó. Amen. 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 Hãy quý trọng cái chức vụ mà Chúa đặt để trên nguyên bản anh chị. Hãy quý trọng, hãy chú tâm vào cái chức vụ mà chúng ta, từng cái chú tâm về cái chức vụ đời này, chức vụ đời này chúng ta cũng làm, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta ưu tiên hàng đầu cái chức vụ mà Chúa giao cho chúng ta. Chúng ta ở đâu cũng rao giảng phúc âm ở đó, ở đâu cũng có thể phép lạ xảy ra. Amen. Nếu chúng ta nhiệt tình rao giảng phúc âm thì Đức Chúa Trời cũng luôn luôn ở cùng chúng ta và ngài chọn chúng ta, chức vụ đó gia tăng càng ngày càng nhiều hơn. Amen. Và chúng ta nhớ rằng là một người tin nhận Chúa Giêsu, sau đó họ sẽ nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Hội thánh Samari
chỉ tin nhận Chúa Giêsu, chỉ phép báp têm bằng nước, nhưng mà chưa nhận báp têm trong Đức Thánh Linh. Nên họ thánh Jerusalem phải sai Phi-rơ và dân đến đó để hết đặt tay lên họ để họ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Có nghĩa là hầu thánh của Chúa không thể thiếu Thánh Linh với Chúa Trời. Nếu Philip giáng ở tại đó, quyền năng chắc là xảy ra tại đó, vì ông đã nhận lãnh Đức Thánh Linh và quyền năng. Ông đã đầy dạy đức tin Đức Thánh Linh và quyền năng. Ông làm những phép lạ lớn lao. Mà nếu hậu thánh Samari này mà không nhận Đức Thánh Linh thì nó sẽ mất đi quyền năng và phép lạ. Nay hậu thánh Jerusalem cử ngay Phi-rơ và dân đến đó để đặt tay cho những người tin nhận Chúa Giê-xu được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Để tiếp tục duy trì quyền năng của Đức Thánh Linh, tiếp tục duy trì quyền năng Đức Thánh Linh, và quyền năng Đức Thánh Linh phải tiếp tục được bày tỏ, không thể thiếu được. Amen. Chúng ta phải duy trì quyền năng, chúng ta phải để quyền năng Thánh Linh tuôn đổ qua đời sống của chúng ta bằng cách là đặt tay để chuyển giao cái quyền năng đó đến những người mà bệnh tật, đến những người bị quỷ ám, để quyền năng đó làm cho các quỷ phải chạy trốn, bệnh tật phải thối lui, để rồi những người đó họ được giải cứu. Simon nhận thấy hễ các sứ đồ đặt tay trên ai thì Thánh Linh được ban cho người ấy, liền dâng tiền bạc cho họ và yêu cầu: xin quý ông cho tôi y quyền này để tôi đặt tay trên ai thì người đó cũng được Đức Thánh Linh. Hôm nay đi theo Philip cũng tin Chúa Giêsu rồi, nhưng mà tâm trí chưa được thay đổi và thích vì quyền năng của Đức Thánh Linh, thích cái quyền này, cũng có thể là thích cái quyền này để kinh doanh. Ngày trước là ông làm những phép lạ để lấy tiền dân chúng phải không? Bây giờ thấy quyền năng mạnh hơn thì muốn có quyền năng từ nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời để có thể kinh doanh phải không? Nhưng mà khi đó nói bạc của anh cũng hư vòng với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mà mua ân tứ của Đức Chúa Trời. Anh chẳng được dự phần hoặc hưởng cái điều ấy trong chức vụ này, vì lòng của anh không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Anh hãy ăn năn về điều ác này và cầu nguyện với Chúa, có lẽ Ngài sẽ tha thứ cho anh và về cái tư tưởng ấy trong lòng. Vì tôi thấy anh tay giấy mặt trắng và đang làm nô lệ cho tội lỗi. Tin Chúa Giêsu rồi nhưng mà ở trong mặt trắng và đang làm nô lệ cho tội lỗi, chưa thoát khỏi phải ăn năn, phải hết lòng. Và nhất là những người mà phù phí phù phép mà chưa nhận Chúa, mà nếu không hết lòng ăn năn thì thật sự họ cũng chẳng được cứu, còn chẳng được tha tội, vẫn còn nô lệ trong tội lỗi mà thôi. Mà nó lại không còn tội lỗi thì khó mà được vào trong thiên đàng. Nên Simon thưa rằng: xin các ông hãy cầu nguyện Chúa giúp tôi để tôi khỏi bị các điều ông nói. Sau khi làm chứng và công bố đạo Chúa, Phê-rơ và dân về Jerusalem vừa đi vừa truyền giảng phúc âm nhiều làng Samari. Amen. Hallelujah. Chúng ta cảm ơn Chúa thì chúng ta thấy được rằng Philip là một người thành công trong chức vụ của mình. Ông truyền giảng phúc âm tại xứ Samari, và phải nói rằng là một người đang tán lạc, đang chạy trốn vì bất cớ. Nhưng mà chức vụ đó không bao giờ ra khỏi ông, đến nơi nào truyền giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời tại nơi đó. Amen. Và thực thi cái y quyền của mình trên ma quỷ, trên bệnh tật, và đem cái được giải cứu cho đồng bào của mình. Như vậy thì cái sự tản lạc ích lợi vô cùng cho hậu thánh của Chúa và cho nhiều người ngoại đạo, đúng không ạ? Và cho thấy, chúng ta nhìn vào bức tranh này, chúng ta thấy rằng là cái chức vụ mà không làm là một chức vụ nó ủ phí đi. Nên Chúa cũng cho phép điều này xảy ra để họ thi hành chức vụ. Bây giờ không còn ai, chỉ có một mình Philip thôi, không còn giữa và các sứ đồ.
không còn dựa vào ông nào cả. Bây giờ một mình rao giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời và ngũ quỷ chữa lành và quyền phép sẽ được xảy ra tại nơi đó. Amen. Nhiều người hạnh phúc, chúng ta sẽ hạnh phúc. Amen. Chúng ta không để hạnh phúc và ngồi mãi trong nhà của mình để rồi nhiều người ở trong sự đau khổ. Chúng ta, tôi tin chắc rằng là mỗi một chúng ta, nếu chúng ta không đi rao giảng thì có điều gì trong lòng của chúng ta thôi thúc và chúng ta cảm thấy nó khó chịu, rất khó chịu khi chúng ta không đi ra. Khi chúng ta cứ ở mãi trong công việc của mình, cứ làm không nói cho ai về phúc âm về nước Đức Chúa Trời cho họ, thì điều đó không đẹp lòng Chúa chút nào và nhiều người sẽ không được cứu qua đời sống của chúng ta. Mong rằng hội thánh của Chúa đầy dẫy chức vụ truyền giáo. Hội thánh của Chúa đã thành công trong chức vụ truyền giáo. Amen. Amen. Và chúng ta sẽ có những chức vụ lớn lao hơn nữa, lớn lao hơn nữa, bởi vì chúng ta trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ cho chúng ta coi sóc nhiều. Chúa sẽ cho chúng ta làm việc lớn hơn nữa. Amen. Nguyện Chúa ban phúc cho hội thánh của Chúa và nguyện Chúa ở cùng với hội thánh của Chúa, và chức vụ truyền giáo, chức vụ làm chứng nhân phải tiếp tục hành động luôn luôn trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta cùng đứng lên.